những tội ác man dợ, nhiều thủ đoạn bất ngờ, cách điều tra trọng án, bí mật được vén màn. Chào mừng các bạn đã đến với Giải Mã Trọng Án. Thông thường, một vụ án sẽ chỉ kết thúc khi mà các nhà điều tra truy bắt được hung thủ và kẻ thù ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng trong vụ án của ngày hôm nay thì điều này hoàn toàn ngược lại. Việc bắt được hung thủ của một vụ giết người mới chỉ là bước đầu tiên của quá trình khám phá và giải mã một trọng án vô cùng bí ẩn. Và không để lãng phí thêm thời gian của quý vị nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá vụ án trên nhé. Ngày 13 tháng 7 năm 2010, một nhóm trẻ đang đi thả diều tại khu vực cánh đồng hoang ở Thượng Hà, Sơn Đông, Trung Quốc. Khi đi ngang qua giếng nước đã bị bỏ hoang tại đây lâu ngày, chúng đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Đám trẻ hiếu động và vô cùng tò mò. Chúng đố nhau phán đoán xem thứ gì ở bên trong mà khiến cái giếng nước hoang này lại tỏa ra mùi kinh tởm như vậy. Trước ánh mắt nể phục của đám đàn em, Đại Hoàng, đứa trẻ lớn nhất và là đại ca của nhóm, đã tiến đến miệng giếng và bịt mũi ngó xuống để kiểm tra. Sau đó nó ngạo nghễ quay trở lại và thông báo rằng tất cả suy đoán của bọn chúng đều sai cả rồi. Chả có gì đặc biệt cả. Chỉ có một bộ quần áo và một ít rác thải ở dưới giếng thôi. Cả đám trẻ thắc mắc với nhau. Nếu chỉ có quần áo thì làm sao mà mùi hôi thối như vậy được? Chúng cho rằng Đại Hoàng đã ba hoa nên đã cùng nhau đến miệng giếng để tận mắt kiểm tra. Thấy đám đàn em không tin lời mình nói mà lại rủ nhau vây quanh miệng giếng, Đại Hoàng đã ném một viên gạch xuống để hù dọa chúng. Nhưng không ngờ rằng, sau khi viên gạch được ném xuống dưới đáy giếng, một xác chết lập lờ đã nổi lên. Bộ quần áo mà Đại Hoàng nhìn thấy trước đó cũng chính là trang phục mà thi thể kia đang mặc. Kinh hãi trước hình ảnh xác chết vừa mới lật lại, cả đám trẻ hốt hoảng chạy về hô hoán dân làng. Và Đại Hoàng, người đại ca anh dũng trước mặt các đàn em của mình, cũng chính là đứa chạy về nhanh nhất. Nhận được thông tin trình báo của người dân, cơ quan cảnh sát và đội ngũ pháp y đã khẩn trương đến địa điểm phát hiện thi thể. Cảnh sát và người dân tại đây đã phải vô cùng khó khăn mới vớt được cái xác chết lên, bởi vì bị ngâm trong nước bẩn lâu ngày và thời tiết lại đang là mùa hè vô cùng oi nóng đã khiến cái xác này trương phình lên và nhão ra. Nó đang phân hủy rất nặng và vô cùng hôi thối. Các chuyên gia pháp y ước tính người đàn ông này đã chết trong khoảng thời gian từ 6 tháng trước. Dựa vào trang phục mà người đàn ông này mặc là áo khoác, áo len, quần jean và giày da, các điều tra viên suy luận thời điểm anh ta chết ở dưới giếng nước là vào mùa đông. Đặc biệt là thông qua cách ăn mặc và trang phục của người đàn ông này lại không phải là những người đàn ông nông dân quê mùa tại đây, trông nó khá hầm hố và cá tính. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra với các điều tra viên. Thứ nhất, danh tính của người đàn ông này là ai? Thứ hai, tại sao anh ta lại chết ở vùng đất xa xôi này, trong khi anh ta không phải là người dân sinh sống tại đây? Thứ ba, anh ta đã tự sát hay đã bị sát hại và ném xác xuống đây? Xét về giả thiết thứ nhất, các điều tra viên đánh giá nó khá hoang đường và không hề khả thi, bởi vì theo nhận định ban đầu, anh ta không phải là người dân sinh sống và làm việc tại địa phương này, thì làm sao có thể biết được vị trí cái giếng hoang ở cánh đồng heo hút này? Và đặc biệt là anh ta chết ở thời điểm mùa đông đang rất khắc nghiệt, khả năng rất cao là mặt nước giếng lúc đó có thể đã đóng băng nữa. Thử hỏi, có ai lại nhảy xuống giếng băng để tự tử không? Chưa kể đến kết quả báo cáo của các chuyên gia pháp y, họ còn phát hiện một số điểm có vết tổn thương trên đầu và mặt của nạn nhân, nghi ngờ không phải do quá trình tự phân hủy mà là do tác động của ngoại lực gây ra. Nhưng vì thi thể của người đàn ông này đã bị phân hủy rất nặng, nên rất khó để có thể kết luận nguyên nhân về cái chết của anh ta, nên cảnh sát chỉ có thể đưa ra song song hai giả thiết với nhau. Ngoài ra, các điều tra viên cũng không phát hiện bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân đem theo người, không hề có ví hay trang sức nhận dạng. Giả thiết về cái chết của người đàn ông lạ này được đa số điều tra viên đồng tình nhất trí là anh ta đã bị sát hại rồi phi tang xác chết xuống giếng hoang. Và để làm sáng tỏ được vụ án trên, cảnh sát đã lập tức mở một cuộc điều tra xác minh quy mô lớn. Họ đã tiến hành rà soát tất cả những người đàn ông được trình báo mất tích xung quanh địa phương này. Và sau nhiều nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng họ đã tìm thấy 17 người đàn ông đáp ứng những yêu cầu tương đồng về cả ngoại hình lẫn thời điểm được xác định mất tích.
Qua nhiều lần so sánh và sàng lọc, các điều tra viên đã tìm ra được một người đàn ông khả nghi nhất. Anh ta tên là Vương Hy Nguyên, đã mất liên lạc với gia đình trong 6 tháng qua. Và người đàn ông này có phong cách ăn mặc cũng rất cá tính, có nhiều sự đồng điệu với nạn nhân được tìm thấy ở dưới giếng hoang. Tuy nhiên qua so sánh, kết quả về chiều cao giữa thi thể nạn nhân và Vương Hy Nguyên lại không hề trùng khớp. Nạn nhân dưới giếng hoang cao lớn hơn và người đàn ông tên Vương Hy Nguyên đã bị loại trừ khỏi danh sách nghi ngờ nạn nhân. Vụ án đã gặp vô cùng khó khăn ngay từ thời điểm đầu tiên khi không thể xác định được danh tính của người đã chết. Các điều tra viên phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, điều tra xác minh và so sánh tất cả những thông tin về những người đàn ông được trình báo mất tích trong toàn bộ địa bàn tỉnh Sơn Đông rộng lớn này, chứ không chỉ còn là giới hạn xung quanh khu vực phát hiện thi thể dưới giếng hoang nữa. Chính ủy văn phòng công an huyện Thượng Hà, tên Vương Dục Sơn, lúc đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc sở công an huyện Thượng Hà kể lại: "Chúng tôi đã phải chia nhỏ lực lượng điều tra để đến từng thành phố, đi khắp từ quận này đến quận khác, rà soát hết làng này đến làng khác. Mọi ngóc ngách trong tỉnh đều được lục tung lên. Tất cả những người đàn ông được thông báo mất tích chỉ cần có cùng lứa tuổi và chiều cao, miễn là họ mất liên lạc trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ đến từng gia đình, gặp từng người thân của họ để kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn không hề có tiến triển gì cả. Mặc dù đã bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian, nhưng kết quả thì vẫn bế tắc." Các điều tra viên đã đưa ra một ý tưởng mới tại cuộc thảo luận về vụ án bí ẩn này. Đó là nếu theo truyền thống là phải lần theo hướng xác định danh tính của nạn nhân đã không đạt kết quả nào khả thi, thì thử đi ngược lại xem sao. Đó là tập trung toàn bộ lực lượng để truy tìm những người có khả nghi. Chỉ cần có động cơ phạm tội sẽ đều được xác minh và làm rõ ngay lập tức. Cảnh sát đã thay đổi tư duy điều tra và sắp xếp lại tất cả các manh mối của vụ án. Sau một hồi thảo luận, các điều tra viên trong vụ án này đã xảy ra tranh cãi gay gắt và đưa ra thống nhất lại. Họ đã tiến hành xác minh về tất cả những công dân mới được ra tù, những người không có công ăn việc làm ổn định, đang nợ nần, chồng chất. Đặc biệt là những kẻ có khuynh hướng bạo lực, ngổ ngáo tại xung quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Nhưng khi các đối tượng này được cảnh sát mời đến làm việc, hầu như họ đều cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và có người làm chứng trong khoảng thời gian diễn ra vụ án. Cuối cùng, các điều tra viên đã đưa ra một xác định khá bất ngờ. Đó là Vương Hy Nguyên, chính là người đàn ông mà trước đây đã được loại khỏi vụ án. Lần này lại thật sự lọt vào tầm ngắm của các điều tra viên. Nhưng trái ngược với nghi ngờ trước đây khi họ cho rằng anh ta là nạn nhân, thì lần này lại trở thành nghi phạm, một sự thay đổi đầy bất ngờ của cơ quan điều tra. Lai lịch của Vương Hy Nguyên có nhiều điểm bất thường. Anh ta là ông chủ của một trang trại gà lớn ở địa phương. Nhưng do quá trình quản lý yếu kém và dịch bệnh xảy ra đã khiến Vương Hy Nguyên mắc nợ một khoản tiền rất lớn. Và anh ta còn xảy ra tranh chấp tài chính với rất nhiều người. Cảnh sát đã đưa ra giả thiết có thể nạn nhân chính là một trong những chủ nợ của Nguyên. Vì mâu thuẫn tiền bạc nợ nần đã khiến Vương Hy Nguyên ra tay sát hại chủ nợ. Sau đó hắn ta đã phi tang xác chết xuống giếng hoang và bỏ trốn khỏi địa phương. Vì thời điểm mà Vương Hy Nguyên biến mất khỏi Thượng Hà cũng rất trùng khớp với thời điểm người đàn ông này bị sát hại. Một điểm nữa là địa điểm cái giếng hoang này cũng nằm không xa trang trại gà của Nguyên. Hắn ta cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chắc chắn sẽ biết rõ vị trí này hơn ai khác. Và một điều khiến cảnh sát đặt nghi vấn hơn nữa với Vương Hy Nguyên chính là việc hắn ta đã dùng rất nhiều tiền để tu sửa lại chiếc ô tô của mình trước khi biến mất 6 tháng trước. Nhưng mâu thuẫn ở đây là một kẻ đang phải chạy trốn các chủ nợ lại bỏ ra rất nhiều tiền để đi sửa chữa và sơn mới lại chiếc xe yêu quý của mình. Nhưng khi trốn chạy, hắn ta lại cất giấu chiếc xe đó ở một gara đã dừng hoạt động. Hắn ta bỏ tiền ra mua xe, rồi sửa xe, nhưng lại không dùng nó để di chuyển. Điều này rất vô lý và mâu thuẫn. Phân tích một cách cụ thể hơn nữa, thì địa điểm cái giếng hoang nơi phi tang thi thể nạn nhân không hề cách xa trang trại gà của Nguyên. Nhưng để một mình hắn ta có thể mang vác thi thể này từ trang trại đến giếng hoang là một điều không hề khả thi. Khả năng rất cao là Nguyên sẽ phải dùng chiếc xe ô tô của mình để chở xác chết đến địa điểm này. Nhận định có thể chiếc xe này vẫn còn lưu giữ lại dấu vết phạm tội mà Nguyên đã để lại, nên hắn ta mới phải đem đi sửa chữa và sơn mới lại để che giấu đi những bằng chứng phạm tội của mình. Suy luận này rất có căn cứ và vô cùng logic. Tại khu sân sau của gara sửa chữa ô tô, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Vương Hy Nguyên bỏ lại. Đội trưởng đội kỹ thuật của phòng cảnh sát hình sự công an huyện Thượng Hà cho biết, sau khi phát hiện chiếc xe, chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận.
đặc biệt là tại phần cốp của chiếc xe này, đã phát hiện ra một chấm đen đáng ngờ. Chấm đen nhỏ này có thể là vết máu khô mà nghi phạm đã bỏ sót lại sau khi gây án. Kết quả xét nghiệm ADN, dấu vết thu giữ được tại cốp xe của Nguyên đã được các chuyên gia pháp y kết luận nó chính là máu người và hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân dưới giếng hoang. Ngay lập tức, các điều tra viên đã có căn cứ để xác định chủ của chiếc xe, Vương Hy Nguyên, chắc chắn phải có liên quan đến cái chết của nạn nhân, hoặc ít nhất là người biết về việc này. Nhưng hiện tại, hắn ta đã mất tích được hơn 6 tháng rồi. Ngay cả đến những người quen biết, thân thiết và cả gia đình của Nguyên cũng không ai biết về tung tích của hắn ta. Trước khi Nguyên biến mất, hắn ta đã gửi rất nhiều tin nhắn cho gia đình và bạn bè với nội dung đang bỏ trốn vì mắc quá nhiều nợ nần và sẽ không quay lại nếu như chưa kiếm đủ tiền. Vương Hy Nguyên còn nhắc mọi người không phải lo lắng hay tìm kiếm mình làm gì cả. Sau khi kiếm được đủ tiền, hắn ta sẽ sớm quay trở lại tạ lỗi với mọi người. Với một kẻ đang nợ nần chồng chất, ngày ngày phải chịu những lời chửi bới, đe dọa và sỉ nhục của các chủ nợ, thì việc bỏ trốn biệt tăm đi nơi khác nghe thì có vẻ là một lời giải thích cực kỳ hợp lý. Tuy nhiên, trong con mắt tinh tường của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, thì họ chỉ coi đó là một lý do ngụy biện hoàn hảo của kẻ sát nhân, chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Nguyên đã bỏ trốn như thế. Cảnh sát tiếp tục điều tra về các mối quan hệ xã hội của Nguyên để có thể xác định được danh tính của nạn nhân ở dưới giếng hoang này. Nhưng kỳ lạ là tại huyện Thượng Hà, tỉnh Sơn Đông này, không có bất kỳ một người thân hay bạn bè nào của Nguyên biết về người đàn ông xấu số dưới giếng hoang. Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp điều tra hiện đại nhất. Họ đã truy xuất được hồ sơ lịch sử cuộc gọi của Nguyên và đã phát hiện ra có hai số điện thoại lạ có tần suất liên lạc dày đặc với hắn ta trước và trong khoảng thời gian vụ án này xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ còn một số thuê bao là duy trì sử dụng thường xuyên. Số thuê bao còn lại đã ngưng hoạt động ngay sau khoảng thời gian Nguyên biến mất. Nhưng cả hai thuê bao này đều được phát hiện ở phạm vi liên lạc tới từ Thiên Tân, một nơi cách địa điểm xảy ra vụ án này rất xa xôi. Ngay lập tức, một tổ công tác đã bí mật định vị vị trí hoạt động của thuê bao trên. Sau khi kết hợp với cơ quan quản lý viễn thông, họ đã tìm được chủ nhân của hai số điện thoại ở Thiên Tân. Khi lần tìm đến địa chỉ đăng ký của số thuê bao thứ nhất, các điều tra viên đã rất bất ngờ vì chủ nhân của số thuê bao này cũng đã mất tích mấy tháng trước, đặc biệt là rất khớp với thời điểm mà Vương Hy Nguyên biến mất. Gia đình của anh ta cũng đã trình báo về sự biến mất bí ẩn của con trai mình, nhưng họ vẫn chưa nhận được kết quả phản hồi. Qua mô tả hình dáng, cách ăn mặc, thể chất, ngoại hình của người này lại cực kỳ giống với nạn nhân bị sát hại và phi tang ở dưới giếng hoang tại Thượng Hà, Sơn Đông. Và kết quả so sánh ADN thì người đàn ông này chính là nạn nhân của vụ án. Anh ta tên là Hàn Bản Lợi, 29 tuổi. Tại sao một người đàn ông ở Thiên Tân xa xôi như thế lại bị sát hại và phi tang sát chết xuống một cái giếng hoang ở Thượng Hà, Sơn Đông? Đó là câu hỏi mà các điều tra viên cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Nhưng gia đình và bạn bè của Hàn Bản Lợi cũng không hề biết và cũng chưa từng được nghe Lợi nói về bất kỳ công việc hay mối quan hệ nào của anh ta ở Thượng Hà, Sơn Đông. Trong khi mũi điều tra thứ nhất đang bế tắc trong việc xác định lý do Hàn Bản Lợi tới Thượng Hà, Sơn Đông, thì mũi điều tra còn lại cũng đã nhanh chóng tìm được chủ nhân của số thuê bao thứ hai đã liên lạc với Vương Hy Nguyên, cũng sống tại thành phố Thiên Tân này. Anh ta tên là Hàn Bảo Sơn, 33 tuổi. Ngay khi thấy cảnh sát xuất hiện, Hàn Bảo Sơn đã có những thái độ rất bất thường. Vẻ mặt của người này bộc lộ rất rõ sự lo lắng và bối rối khi được các điều tra viên hỏi có quen biết với Vương Hy Nguyên và Hàn Bản Lợi hay không. Khi được yêu cầu cung cấp những hoạt động của mình trong thời điểm đầu năm 2010, Hàn Bảo Sơn ấp úng trả lời là sau khi ăn Tết cùng với gia đình, anh ta chỉ quanh quẩn ở Thiên Tân, làm vài công việc lặt vặt chứ không đi đâu xa cả, đặc biệt là chưa bao giờ tới Thượng Hà, Sơn Đông. Nhưng khi được cảnh sát yêu cầu cung cấp cụ thể về công việc và địa chỉ chỗ làm để đến xác minh, thì Hàn Bảo Sơn bối rối, anh ta không thể cung cấp được thông tin cụ thể nào mà chỉ tìm cách trả lời vòng vo, lẩn tránh. Chính vì diễn biến tâm lý này nên các điều tra viên đã đặt thêm nhiều nghi vấn với Hàn Bảo Sơn. Xác minh sâu hơn, cảnh sát còn phát hiện Hàn Bảo Sơn không có công việc nghề nghiệp ổn định, cũng không đầu tư kinh doanh gì cả, nhưng anh ta lại có rất nhiều tiền, tiêu xài vô cùng hoang phí. Khi được yêu cầu cung cấp và chứng minh nguồn tiền của mình, anh ta cũng không thể giải thích nổi, nhưng lại rất cứng đầu và chỉ giữ im lặng trước cơ quan điều tra. Sự cứng đầu và những bất minh về số tiền mà Hàn Bảo Sơn đang có càng khiến các điều tra viên từ Sơn Đông đặt thêm nhiều nghi vấn với người đàn ông này. Rõ ràng là số điện thoại của anh ta
thường xuyên liên lạc với Vương Hy Nguyên trước thời điểm Nguyên biến mất. Để hạ gục được sự lì lợm và vạch trần được tấm mặt nạ ngụy trang của Hàn Bảo Sơn, các điều tra viên đã cung cấp ảnh của hắn ta cho gia đình của Hàn Bản Lợi ở Thiên Tân và người nhà của Vương Hy Nguyên ở Sơn Đông để nhận diện. Quả thực, những suy đoán của cảnh sát đã đúng. Ngay khi nhìn thấy ảnh của Hàn Bảo Sơn, mẹ của Hàn Bản Lợi đã nhận ra người đàn ông này. Bà ấy khẳng định rằng hắn đã vài lần đến nhà và tìm gặp con trai của bà vào dịp giáp Tết. Sau đó Hàn Bản Lợi đã nói với mẹ là đi làm ăn xa, rồi đứa con của bà đã trở về khi chỉ còn là một cái xác đã phân hủy nặng dưới giếng hoang lạnh lẽo trong suốt 6 tháng trời. Tại trang trại gà của Vương Hy Nguyên ở Thượng Hà, Sơn Đông, các công nhân làm việc tại đây cũng xác nhận người đàn ông này đã đến và đi cùng ông chủ của họ vài lần. Có lần họ còn thấy ông chủ Vương Hy Nguyên đã xảy ra to tiếng cãi vã với anh ta. Nhưng vì thời điểm đó, trang trại gà của Nguyên không hiếm lần bị người đến đòi nợ, nên họ cũng chỉ nghĩ đó là chủ nợ đến gặp Nguyên để đòi tiền như những người khác mà không có quan tâm gì hơn. Trước những căn cứ và bằng chứng không thể chối cãi, Hàn Bảo Sơn lì lợm đã không thể ngoan cố hơn được nữa. Hắn ta đã phải cúi đầu trước cảnh sát. Hàn Bảo Sơn khai nhận, hắn ta và Hàn Bản Lợi đều là những kẻ vô công rồi nghề, hàng ngày chỉ biết tụ tập tại các địa điểm cờ bạc ăn chơi thôi. Hai người quen nhau qua một anh lớn xã hội đen ở Thiên Tân. Qua vài lần gặp gỡ, nói chuyện và nhậu nhẹt, cả hai đã trở nên khá thân thiết và cảm thấy có cùng chí hướng để làm việc lớn. Chúng còn tính sẽ hùn vốn cùng nhau mở một tiệm cầm đồ để làm ăn. Nhưng thời điểm đó, do vốn có quá ít nên không thể thực hiện được. Trong lúc khó khăn bế tắc trăm bề, thì Hàn Bảo Sơn được một người bạn xã hội giới thiệu. Có một ông chủ lớn ở Thượng Hà, Sơn Đông đang cần thuê người để làm một công việc đặc biệt cho ông ấy. Nó khá nguy hiểm nhưng thù lao thì không phải nghĩ ngợi gì. Với xuất thân là một kẻ du côn, lại đang cần rất nhiều tiền, nên Hàn Bảo Sơn đã bàn bạc với Hàn Bản Lợi. Sau đó cả hai đã lặn lội đến Sơn Đông để gặp gỡ và hợp tác với ông chủ Vương Hy Nguyên để nhận công việc nguy hiểm với khoản thù lao kích xù đó. Các điều tra viên thắc mắc, với một kẻ đang nợ nần chồng chất như Vương Hy Nguyên, đến bản thân mình hắn còn lo chưa nổi, thì tại sao lại thuê người từ Thiên Tân với mức thù lao lớn như vậy? Và công việc hắn ta thuê hai gã giang hồ này là gì? Các điều tra viên đã rất bất ngờ trước công việc mà Vương Hy Nguyên muốn thuê hai gã giang hồ này làm cho hắn ta. Công việc mà hắn ta thuê Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi làm chính là đi giết người. Và mục tiêu của hai tên sát thủ này phải sát hại lại chính là Trương Bân Linh, người điều hành một công ty tang lễ ở Thượng Hà. Ông ta còn là một người họ hàng xa của Vương Hy Nguyên nữa. Tại sao ông chủ của một trang trại nuôi gà lại thuê sát thủ đến giết Trương Bân Linh, ông chủ của một nhà tang lễ? Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra bí mật ẩn khuất giữa hai người đàn ông này. Nguyên nhân chính khiến Vương Hy Nguyên nhiều lần thuê người ra tay sát hại Trương Bân Linh, người họ hàng xa của mình, chính là vì một người phụ nữ tên Trương Hồng Hạn, và người phụ nữ này lại là vợ của Trương Bân Linh. Vương Hy Nguyên và Trương Bân Linh có quan hệ họ hàng với nhau, nên anh ta thường xuyên đến nhà của Linh trong những dịp lễ Tết để chúc mừng. Không những là để duy trì mối quan hệ, Nguyên còn được người chú họ của mình nhiều lần giúp đỡ qua cơn hoạn nạn với những món nợ khi đầu tư trang trại nuôi gà. Để báo đáp ân tình, sự giúp đỡ của người chú, Vương Hy Nguyên lại nảy sinh tình ý với vợ của Trương Bân Linh. Hắn thường xuyên mò đến nhà của Trương Bân Linh để khóc lóc ỉ ôi, kể nể với hoàn cảnh khó khăn của mình đang gặp phải. Mỗi lần đến nhà chú, Nguyên đều khéo léo chuẩn bị rượu thịt để nhậu với Linh. Trương Bân Linh không giỏi uống rượu, nhưng trước tấm chân tình của cháu, ông ấy cũng không chối từ. Nhưng Linh đâu hề hay biết được rằng, sau những cuộc nhậu với đứa cháu đáng thương đó, thì vợ của mình lại bị Nguyên lén lút quyến rũ ở phía sau. Mặc dù đang nợ nần chồng chất ngập đầu, nhưng Nguyên vẫn không hề tiếc tiền để mua nhiều món quà đắt đỏ cho người cô trẻ đẹp gợi cảm của hắn. Sau một thời gian tấn công thầm kín, Trương Hồng Hạ, người vợ trẻ trung xinh đẹp của Trương Bân Linh, đã siêu lòng và trở thành người tình bí mật của Nguyên. Mặc dù bên ngoài, bọn chúng vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, giữ khoảng cách trước mặt Trương Bân Linh và những người xung quanh. Nhưng chỉ cần Trương Bân Linh đi làm là Nguyên sẽ mò đến để tìm gặp Hạ. Nếu Nguyên bận thì chính Trương Hồng Hạ cũng sẽ tìm đến trang trại gà để lén lút thậm thụt qua lại với tình nhân, để có thể được chung sống thoải mái bên nhau mà không phải e sợ trước người đàn ông ngày ngày làm việc bên cạnh những xác chết lạnh lẽo ở nhà tang lễ như Trương Bân Linh. Cặp gian phu dâm phụ này đã thống nhất lên một kế hoạch thuê sát thủ sát hại Trương Bân Linh. Sau khi đến Thượng Hà để nhận công việc lớn mà ông chủ Vương Hy Nguyên giao phó với số tiền công hậu hĩnh, Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi
đã lập nhiều kế hoạch để sát hại Trương Bân Linh. Lần đầu tiên, bọn chúng thực hiện âm mưu này bằng cách gây ra một vụ tai nạn ô tô với Trương Bân Linh, nhưng Linh đã may mắn thoát chết và bình an vô sự. Sau lần chết hụt đó, Linh còn làm cơm ăn mừng và Nguyên cũng là người có mặt sớm nhất trong buổi tiệc này. Không dừng lại ở đây, lần tiếp theo, cặp sát thủ đã bí mật cài chất nổ trên xe của Trương Bân Linh, nhưng ông ta vẫn cao số và thoát chết trong gang tấc, khiến Nguyên phải nổi điên lên. Sau hai lần thất bại liên tiếp, sợ đối phương sẽ nghi ngờ nên Hàn Bảo Sơn đã bàn với Hàn Bản Lợi tạm dừng kế hoạch lại một thời gian để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Sau đó chúng đến tìm gặp Nguyên để tạm ứng số tiền công. Nhưng khi Hàn Bảo Sơn tìm gặp Nguyên để ứng tiền công, hắn ta đã không chịu thỏa hiệp. Hắn cho rằng chỉ khi nào xử lý được cái gai trong mắt là Trương Bân Linh thì tiền mới đến tay của hai sát thủ. Nếu Trương Bân Linh vẫn còn đang bình an vô sự thì đừng hòng nhận được một xu từ hắn ta. Nguyên còn nói sẵn sàng tăng số tiền thưởng từ 100.000 lên 140.000 nhân dân tệ nếu như Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lợi sớm hoàn thành được công việc trước Tết Nguyên Đán, vì Vương Y Nguyên muốn được đón Tết bên cạnh người tình của mình một cách thoải mái nhất. Nhưng cả hai sát thủ đã không đồng ý khi chúng cho rằng Trương Bân Linh đã nghi ngờ và ông ta đã vô cùng cẩn trọng sau hai lần tai nạn ngớ ngẩn mới xảy ra. Nếu cố chấp thực hiện thì có thể chính bọn chúng sẽ bị phát hiện ra. Sau nhiều lần đến trang trại gà của Nguyên gây áp lực, cuối cùng hắn ta cũng đã đồng ý thanh toán trước tiền công cho Hàn Bảo Sơn, nhưng Nguyên đã lạnh lùng đưa ra một điều kiện. Hoặc là bọn chúng sẽ phải tiễn được Trương Bân Linh sang bên kia thế giới, hoặc Hàn Bảo Sơn sẽ phải giết chết Hàn Bản Lợi và nhận được một nửa số tiền công của cả hai người. Bởi vì lúc này Vương Y Nguyên đã không có đủ tiền để thanh toán cho cả hai như thỏa thuận trước đó. Đứng trước số tiền khổng lồ, cùng với những ham muốn vật chất đã làm mờ mắt, Hàn Bảo Sơn đã đồng ý với Vương Y Nguyên, lập kế hoạch và sát hại Hàn Bản Lợi. Chúng đã lừa Hàn Bản Lợi đến trang trại gà của Nguyên, sau đó bí mật ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, cả hai đã dùng chiếc xe màu đỏ của Nguyên chở xác Hàn Bản Lợi ra cánh đồng, rồi phi tang xuống giếng hoang. Một mình Hàn Bảo Sơn đã ôm hết số tiền khổng lồ, quay trở về Thiên Tân, tiêu xài coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Bảo Sơn còn thú nhận với cảnh sát, tất cả các kế hoạch này đều được Nguyên chỉ đạo. Trương Hồng Hạ hoàn toàn biết việc mà Nguyên làm, nhưng cô ta còn lấy cả tiền của chồng cho Nguyên nữa. Dựa vào những lời thú nhận của Hàn Bảo Sơn, cảnh sát Thượng Hà Sơn Đông đã lập tức đến bắt giữ Trương Hồng Hạ. Mặc dù Vương Hy Nguyên, thủ phạm chính và là đầu sỏ quan trọng nhất của vụ án này, vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài vòng công lý, thì Hàn Bảo Sơn và Trương Hồng Hạ vẫn bị trừng phạt bởi tội ác mà chúng đã gây ra. Trương Hồng Hạ, kẻ đồng phạm thuê sát nhân, bị kết tội cố ý giết người và bị kết án 11 năm tù. Hàn Bảo Sơn bị kết tội cố ý giết người, phải chịu án tử hình, miễn thi hành án 2 năm. Tuy nhiên, tung tích của kẻ chủ mưu chính trong vụ án này, Vương Hy Nguyên, vẫn chưa được xác định. Ban đầu, các điều tra viên vẫn vững tin rằng Nguyên chỉ là một kẻ đang chạy trốn vì sợ cái giá phải trả cho tội ác mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng sự thật không hề đơn giản như họ nghĩ. Vương Dục Sơn, chính ủy văn phòng công an huyện Thượng Hà cho biết, chúng tôi đã mất đến 3 năm và hàng ngàn người để phát động một cuộc truy lùng khắp toàn quốc với Vương Hy Nguyên. Nhưng tất cả lực lượng và các biện pháp điều tra tiên tiến nhất được áp dụng vẫn không thể phát hiện được bất kỳ một dấu vết nào của hắn ta. Dường như hắn ta đã bốc hơi khỏi thế giới này. Sau khi phân tích, các điều tra viên đã đưa ra kết luận rằng nếu muốn tìm được Vương Hy Nguyên thì có lẽ họ sẽ phải vào nhà tù để gặp Trương Hồng Hạ. Bà ta khả năng lớn là vẫn còn che giấu manh mối để cho Vương Hy Nguyên lẩn trốn. Bởi vì Hạ và Nguyên dường như rất yêu nhau. Mặc dù bản thân Vương Hy Nguyên đang trong hoàn cảnh nợ nần ngập đầu, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết bỏ ra số tiền lớn và quyết tâm thuê người sát hại Trương Bân Linh. Hắn ta làm vậy để làm gì? Tất cả chỉ vì muốn được chung sống cùng với Trương Hồng Hạ. Sau nhiều lần kiên trì phân tích và động viên, thì người đàn bà cứng đầu này cũng đã chịu tiết lộ với cảnh sát về cuộc gặp gỡ cuối cùng của bà ta với Nguyên trước khi hắn biến mất. Trương Hồng Hạ xấu hổ kể lại, trong buổi chiều mùa đông cuối năm 2010, sau khi thấy Trương Bân Linh đã đi làm tại nhà tang lễ như mọi ngày, Trương Hồng Hạ đã lén lút đến trang trại gà để gặp Vương Hy Nguyên. Nhưng vừa mới đến điểm hẹn bí mật với người tình được một lát, thì chúng đã phát hiện ra Trương Bân Linh cũng đã tìm đến đó. Rất có thể ông ấy đã phát hiện ra mình bị chính người cháu trai ngoan ngoãn và người vợ thảo hiền xinh đẹp bao năm qua cắm sừng. Và hiện tại, chúng còn đang nằm ấm áp trong vòng tay của nhau.
Sau khi nhanh chóng thu xếp cho Trương Hồng Hạ lẩn trốn, Vương Y Nguyên đã vội vã ra ngoài gặp Trương Bân Linh. Cả hai người đã nói chuyện gì đó với nhau. Sau đó Nguyên đã rời đi với Linh. Sau khi trốn thoát từ trang trại gà trở về, Trương Hồng Hạ đã gọi điện cho Vương Y Nguyên để hỏi thăm tình hình, thì thấy thuê bao của Nguyên đã mất liên lạc. Lúc đó bà ta chỉ nghĩ Nguyên tạm thời tắt máy để tránh nghi ngờ của Trương Bân Linh thôi. Nhưng sau đó, hắn ta không hề liên lạc lại, cho đến khi Hạ bị cảnh sát bắt. Theo lời khai của Trương Hồng Hạ, thì Trương Bân Linh rất có thể là người cuối cùng tiếp xúc với Vương Y Nguyên. Các điều tra viên đã tìm đến nhà của Trương Bân Linh. Mặc dù đã rất nhiều lần hỏi thăm về tin tức của Nguyên, tuy nhiên, mỗi khi cảnh sát nhắc đến cái tên này, thì Trương Bân Linh lại tỏ ra vô cùng tức giận và không muốn tiếp chuyện các điều tra viên nữa. Các điều tra viên có thể hiểu và thông cảm cho thái độ của Trương Bân Linh, vì ông ấy đã biết về mối quan hệ giữa Nguyên và vợ của mình. Một người đàn ông bị chính đứa cháu trai và vợ của mình cắm sừng, thì làm sao có thể bình tĩnh khi người khác suốt ngày đến dò hỏi về thông tin của chúng được cơ chứ? Tuy nhiên khi tiến hành điều tra, xác minh sâu hơn nữa, cảnh sát đã phát hiện ra Trương Bân Linh hết lần này đến lần khác trốn tránh các câu hỏi của các điều tra viên. Dường như ông ta vẫn còn những lý do khác đang được che giấu ở trong lòng. Ngay lập tức một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm và một chuyên gia tâm lý học đã được cử đến để gặp gỡ Trương Bân Linh với mong muốn có thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng của ông ta. Trong lúc cuộc trò chuyện giữa ba người đang diễn ra bình thường, Trương Bân Linh đã buột miệng nói ra một câu khiến điều tra viên và chuyên gia tâm lý nghi ngờ. Đội trưởng đội cơ động của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Công an Thượng Hà nhắc lại, khi tôi và Trương Bân Linh đang ngồi nói chuyện về vụ án xác chết ở giếng hoang và sự mất tích bí ẩn của Vương Y Nguyên, thì chính anh ta đã nói rằng hai kẻ giết người do Vương Y Nguyên thuê rất ngu ngốc. Tại sao giết người xong, hắn ta lại ném xác xuống giếng cơ chứ? Nếu làm như thế, thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Nếu là tôi sẽ trực tiếp hỏa táng tên kia luôn. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì mà chỉ nói đùa với anh ta rằng nếu đưa thẳng cái xác vào lò hỏa táng mà thiêu thì đúng là có trời mới điều tra ra được vụ án này mất. Nhưng khi tôi nói như vậy, tôi đã thấy anh ta có phản ứng rất lạ. Lúc đó anh ta đang rót nước cho chúng tôi thì đột nhiên tay anh ta run lên mấy lần và không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chúng tôi nói chuyện như lúc trước nữa. Trương Bân Linh còn nói với tôi rằng việc Vương Hy Nguyên đã làm với anh ta dù có phải chết ngàn lần thì anh ta cũng không bao giờ tha thứ được. Các điều tra viên đưa ra nhận định Trương Bân Linh cũng chính là người có động cơ để sát hại Vương Y Nguyên nhất. Thời gian vừa qua, có thể họ đã chủ quan, chỉ nhìn nhận ở dưới góc độ Trương Bân Linh là nạn nhân của vụ án này khi anh ta đã bị Vương Y Nguyên và Trương Hồng Hạ thuê sát thủ giết hụt nhiều lần. Trương Bân Linh luôn tồn tại như một nạn nhân trong tâm trí của tất cả mọi người tại đây. Lúc này, khi Nguyên đã biến mất, cảnh sát càng ngày càng cảm thấy Trương Bân Linh vốn là nạn nhân nhưng cũng rất có thể là hung thủ của vụ án này. Là với kinh nghiệm hàng chục năm làm trong nghề hỏa táng, rất có thể ông ta đã lợi dụng những hiểu biết của mình trong công việc để phi tang thi thể của Vương Hy Nguyên, khiến cảnh sát mất đến 3 năm vẫn không thể nào tìm được tung tích của hắn ta ở đâu cả. Lúc này ở trại giam, Trương Hồng Hạ cũng đã cung cấp thêm cho cảnh sát một thông tin. Đó là sau khi cô ta trốn thoát khi bị Trương Bân Linh phát hiện ở trang trại gà của Nguyên trở về, Hồng Hạ phát hiện ra những chiếc đệm ghế ở phòng khách của nhà mình đã biến mất. Cô ta hỏi Trương Bân Linh những chiếc đệm ghế ở đâu, thì ông ta nói là những chiếc đệm ghế đã bị bẩn và ông ta đã ném nó đi rồi. Nhưng khi đó bộ bàn ghế mới được mua và những chiếc đệm này đều được cô ta tự thêu bằng tay nên nếu vứt đi sẽ rất tiếc công làm. Hồng Hạ đã hỏi chồng vứt chúng ở đâu để cô ta đi nhặt về dập lại, nhưng Trương Bân Linh chỉ giận dữ và không trả lời. Sau khi nắm được manh mối này, cảnh sát đã lập tức đến nhà của Trương Bân Linh để thu thập chứng cứ. Quả nhiên, các chuyên gia pháp y đã tìm thấy một chấm đen phía sau chiếc ghế vẫn chưa được cọ sạch. Trong mắt của các chuyên gia pháp y dày dặn kinh nghiệm, họ thấy đó không phải là những chấm đen thông thường, bởi vì vết máu sẽ được chuyển sang màu đen sau khi đã đông đặc lâu ngày. Các mẫu chấm đen này đã được trích xuất đem đi giám định, và kết quả giám định ADN thì nó lại thật sự là của Vương Hy Nguyên. Các điều tra viên xác định rất có thể Vương Y Nguyên đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Vết máu của Nguyên lại xuất hiện tại nhà của Trương Bân Linh ngay sau khi hắn ta bị Trương Bân Linh phát hiện ra đã cắm sừng mình. Các điều tra viên càng tin chắc rằng Vương Y Nguyên, người đã thuê sát thủ và mất tích nhiều năm qua, đã bị Trương Bân Linh sát hại.
nhưng khi bị cảnh sát thẩm vấn, Trư Vân Linh lại một mực phủ nhận mọi liên quan đến vụ mất tích của Vương Hy Nguyên. Các điều tra viên đã phải đưa ra phân tích, nếu Trư Vân Linh giết Vương Hy Nguyên thì khả năng lớn là hắn ta sẽ lợi dụng mối quan hệ của mình tại nhà tang lễ và đã tìm cách hỏa táng Vương Hy Nguyên để che giấu đi sự thật rồi. Nhưng muốn làm sáng tỏ được chuyện này là điều không dễ dàng thực hiện khi họ không thể xác định được thời điểm Vương Hy Nguyên đã bị giết và Trư Vân Linh đã hỏa táng xác của Nguyên ở đâu và cụ thể là thời điểm nào. Với việc xác chết đã bị hỏa táng thành tro bụi thì dường như việc tìm được manh mối để chứng minh hành vi giết người của Trư Vân Linh là điều không thể xảy ra. Đặc biệt là sau khi cảnh sát xác định được Trư Vân Linh là nghi phạm của vụ án này thì thời gian đã trôi qua những 3 năm rồi, có quá nhiều thời gian để Trư Vân Linh xóa sạch dấu vết, hủy hết bằng chứng của vụ án. Lúc này tại trại giam, Trư Hồng Hạ đã được cảnh sát thông báo về nghi phạm sát hại Vương Hy Nguyên lại chính là Trư Vân Linh. Cô ta đau đớn gào khóc và vô cùng hối hận, nếu như bản thân cô ta không làm những chuyện sai trái thì đâu phải trả giá như thế này. Để bắt được kẻ sát nhân phải đền tội, cô ta đã phải cung cấp cụ thể thời gian lần cuối cùng gặp Nguyên cho cảnh sát. Nhưng thời gian đã trôi qua 3 năm rồi, Hồng Hạ chỉ nhớ mơ hồ là ngày cuối cùng gặp Nguyên, thời tiết rất lạnh, sương mù dày đặc và tuyết còn rơi rất nhiều nữa. Ngay lập tức các điều tra viên đã tới cơ quan khí tượng Thủy Văn để yêu cầu kiểm tra. Kết quả được các chuyên gia xác định là ngày 9 tháng 3 năm 2010 là ngày duy nhất có sương mù và tuyết rơi lớn. Chính vì vậy, cảnh sát cũng đã đưa ra nhận định ngày 9 tháng 3 là ngày Vương Hy Nguyên biến mất. Sau khi đã xác định được thời gian Vương Hy Nguyên mất tích, cảnh sát lập tức tiến vào nhà tang lễ mà Trư Vân Linh làm việc để kiểm tra toàn bộ hồ sơ hỏa táng trong và sau ngày 9 tháng 3. Sau khi thu thập và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng những tập hồ sơ trên, các điều tra viên đã phát hiện Trư Vân Linh đã đưa một số người đi hỏa táng vào đúng thời điểm này. Nhưng tất cả các hồ sơ mà cảnh sát kiểm tra lại đều không phải là Vương Hy Nguyên. Các bộ hồ sơ này đều được lưu giữ rất rõ ràng và cụ thể. Toàn bộ người nhà của những người được hỏa táng ở đây đều có thể xác thực thông tin với cảnh sát. Nhưng với nhận định ban đầu, Trư Vân Linh là một người có kinh nghiệm lâu năm và nhiều mối quan hệ trong công việc này. Rất có thể hắn ta đã liên hệ với các nhà hỏa táng tại các khu vực lân cận để phi tang thi thể của Nguyên. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra sang các quận và thành phố lân cận. Cuối cùng, một nhân viên nhà tang lễ ở địa phương gần đó đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Đó là vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, anh ta đã tiếp nhận một trường hợp hỏa táng rất bất thường. Người chết là một người đàn ông khá trẻ. Người này không hề có người thân đến đưa tiễn, chỉ có một người phục vụ tang lễ đến yêu cầu hỏa táng thôi. Thi thể của người đàn ông này hoàn toàn không có trang phục đưa tang theo phong tục của người dân tại địa phương. Khi hỏi thì người nhân viên phục vụ tang lễ kia chỉ nói là xác chết này là một người mồ côi, không có gia đình, anh ta bị tai nạn. Nhưng mấy lời này hoàn toàn không có đủ căn cứ để nhà tang lễ tiến hành hỏa táng. Sau đó người phục vụ kia đã phải để lại bản công chứng giấy phép lái xe của hắn ta. Nếu có vấn đề gì sẽ đứng ra để chịu trách nhiệm. Cảnh sát mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã tìm được manh mối để khám phá được vụ án phức tạp này. Nhưng điều mà họ không bao giờ có thể ngờ được rằng khi người nhân viên nhà tang lễ đem bộ hồ sơ hỏa táng ra, cái tên đó không phải là Vương Hy Nguyên và người đàn ông đem cái xác đến đây thiêu cũng không phải là Trư Vân Linh. Trong bộ hồ sơ hỏa táng là một người đàn ông tên Vinh. Trên giấy tờ thì tuổi của ông ta lớn hơn nhiều so với mô tả về vẻ bề ngoài của xác chết. Điều này thật điên rồ. Các điều tra viên như thể đã bị dẫn sang một thế giới khác trước tình huống này vậy. Tuy nhiên trải qua quá trình xác minh kỹ lưỡng, cảnh sát lại phát hiện ra bản photo giấy phép lái xe để lại tại nhà tang lễ này chính là của một nhân viên cũng làm trong nhà tang lễ do Trư Vân Linh làm chủ. Tại sao người nhân viên này lại phải đem một cái xác từ chính nhà hỏa táng của mình làm việc đến nơi khác để thiêu hủy? Sự vô lý này chính là nó. Đó chính là chìa khóa để mở cánh cửa đang che giấu nghi phạm là ở đây. Ngay lập tức, hai tổ điều tra đã được tách sang hai hướng khác nhau. Một tổ đã lần theo địa chỉ và tìm được người nhà của thi thể bị thiêu hủy tên Vinh. Nhưng khi tìm hiểu, các điều tra viên mới phát hiện ra người đàn ông này đã chết và được hỏa táng tại nhà tang lễ của Trư Vân Linh vào năm 2008. Không thể nào ông ta có thể sống lại và bị thiêu hủy một lần nữa vào năm 2010 được. Rất có thể Trư Vân Linh đã lấy bộ hồ sơ này để thay thế cho cái xác của Vương Hy Nguyên. Mũi điều tra thứ hai
đã bắt giữ được người nhân viên làm việc tại nhà tang lễ của Trương Bân Linh. Anh ta khai nhận mình đã cho Trương Bân Linh mượn giấy phép lái xe, chứ không hề biết chuyện gì mà ông chủ đã làm cả. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin và hồ sơ trên, các điều tra viên đã đặt tập hồ sơ này trước mặt của Trương Bân Linh. Trương Bân Linh, người trước đó đã không bao giờ tin cảnh sát có thể tìm được bằng chứng kết tội mình, thì giờ đây đã phải thừa nhận hành vi phạm tội đó. Hóa ra, ngay từ khi Vương Y Nguyên và Trương Hồng Hạ thuê sát thủ đến sát hại mình, Linh cũng đã ngờ vực và phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa cặp gian phu dâm phụ này. Sau đó, Trương Bân Linh đã giả vờ đi làm như bình thường để theo dõi Trương Hồng Hạ. Hắn ta đã dẫn theo một trợ lý thân tín của mình là Lý Văn Tích đến trang trại gà để bắt quả tang. Nhưng không ngờ là Vương Y Nguyên đã phát hiện ra hắn và còn muốn nói chuyện thẳng thắn với Linh. Trương Bân Linh đã đưa Vương Y Nguyên về nhà để nói chuyện. Vương Y Nguyên đã thẳng thắn thừa nhận mình đã quan hệ bất chính với Trương Hồng Hạ. Hắn ta còn ngang nhiên đề nghị Trương Bân Linh hãy chia tay và trả tự do cho Trương Hồng Hạ đi, vì cô ta không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này với Linh. Trương Bân Linh đã vô cùng tức giận trước thái độ và sự vô ơn của đứa cháu trai khốn nạn này. Do không làm chủ được bản thân nên Linh đã xảy ra xô xát với Vương Y Nguyên. Lý Văn Tích thấy ông chủ bị đánh cũng lao vào hỗ trợ Linh. Không ngờ vì nóng giận nên Trương Bân Linh đã quá tay với người cháu trai của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, Trương Bân Linh lấy điện thoại để nhắn tin cho những người nhà của Nguyên với nội dung hắn ta đã đi trốn nợ ở nơi khác để đánh lạc hướng của mọi người. Sau đó Linh lợi dụng các mối quan hệ và kẽ hở của công việc để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, đưa xác của Nguyên đi hỏa táng để đánh lừa cơ quan điều tra trong suốt 3 năm. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tế Nam đã đưa ra phán quyết cho vụ án này. Trương Bân Linh bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người. Còn Lý Văn Tích, cộng sự đã hỗ trợ Trương Bân Linh trong vụ giết người, bị kết án 9 năm tù. Vụ án kỳ lạ tại Thượng Hà kéo dài trong nhiều năm đã được các điều tra viên làm sáng tỏ. Mọi bí mật ẩn khuất đằng sau vụ án này cũng đã được đưa ra ánh sáng. Các bạn nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần comment nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng mình khám phá những trọng án tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.